Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, chỉ còn ít phút nữa buổi tiệc mừng sinh nhật 1 tuổi của bé Tuệ An sẽ chính thức bắt đầu. Ngay từ bây giờ, kính mời toàn thể quý vị quan khách ổn định chỗ ngồi để buổi tiệc của chúng ta được diễn ra một cách trang trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, thân mến, và ngay bây giờ đây, buổi tiệc mừng sinh nhật của bé Tuệ An 1 tuổi được tổ chức tại nhà hàng Caesar, xin phép được bắt đầu. Xin hân hoan chào mừng toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại nhà hàng Caesar để tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật của bé Tuệ An 1 tuổi trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Thái Bảo xin được thay mặt nhà hàng Caesar cùng gia đình của bé Tuệ An xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, trong một năm có 365 ngày và trong hành trình 365 ngày đó, bé Tuệ An của chúng ta luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc từ phía gia đình của mình. Và ngày hôm nay là một cột mốc vô cùng đặc biệt, đánh dấu hành trình lớn khôn của con. Và cũng là dịp để tất cả quý vị có thể gửi đến bé Tuệ An những lời chúc và những món quà dễ thương nhất. Chúc cho bé sẽ ngày càng phát triển và lớn nhanh hơn nữa. Và ngay bây giờ xin không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, bé Tuệ An và gia đình của bé. Xin mời quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật to và dài ạ. Bé Tuệ An và mẹ của bé sẽ tiến lên phía trên này để chào tất cả quý vị quan khách. Quý vị thân mến, và ở phía trên này là một khung cảnh rất là dễ thương. Bé Tuệ An và mẹ của mình một lần nữa xin được gửi đến toàn thể quý vị chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, và trong buổi sáng ngày hôm nay, gia đình của bé Tuệ An cũng rất là vui mừng và hạnh phúc khi có sự tham dự của tất cả quý vị đã không quản ngại thời tiết không thuận lợi và dành thời gian để đến đây tham dự chung vui trong buổi tiệc mừng sinh nhật đầu đời của bé. Và chính vì thế mà đại diện của gia đình xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Chính, là ông mười của bé Tuệ An, sẽ đại diện cho gia đình tiến lên phía trên này có đôi lời chia sẻ để gửi đến toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đại diện của gia đình sẽ có đôi lời phát biểu ạ. Kính thưa tất cả quý sếp, bạn bè đồng nghiệp công ty CCI Mekong của cháu An, hôm nay ngày 10 tháng 8 đúng ngày này cách đây một năm, cháu Tuệ An đã được sinh ra. Ngày hôm nay gia đình chúng tôi long trọng tổ chức buổi sinh nhật này để mừng cháu Tuệ An tròn một tuổi. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, nhưng các sếp, quý anh chị em, bạn bè đồng nghiệp, người thân của gia đình đã nhiệt tình đến chung vui chúc mừng sinh nhật cho cháu. Trong không khí đầm ấm, gia đình xin cảm ơn và xin kính mời tất cả các bạn bè đồng nghiệp, các sếp cùng nâng ly trong không khí hạnh phúc này. Cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của ông Nguyễn Hữu Chính, là ông mười của bé Tuệ An. Và quý vị ơi, ngay bây giờ sẽ là một phần nghi thức vô cùng
cùng đặc biệt mà không thể thiếu trong các buổi tiệc sinh nhật, đó chính là nghi thức cắt bánh kem. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía trên này để cùng theo dõi khoảnh khắc của bé Tuệ An và mẹ của bé sẽ cùng cắt chiếc bánh kem sinh nhật đầu đời của bé nhé quý vị. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hát ba ca khúc Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật của bé Tuệ An ạ. Xin mời quý vị. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Và người thân yêu nhất của mình, và chúc cho quý vị sẽ có một buổi tiệc thật ngon.